Hello các bạn, hôm nay thì mình có một cái chủ đề này mình muốn chia sẻ cho các bạn là về cái cách thức mà chuyển đổi giấy tờ của trong Canada. Là lấy ví dụ cụ thể luôn là trường hợp của mình là mình đi từ tỉnh Alberta rồi mình chuyển qua tỉnh BC thì mình phải làm lại những cái giấy tờ để cho nó phù hợp với cái tỉnh bang. Thì mình cần chuyển những cái giấy tờ nào, những cái thông tin nào và cần làm những gì. Đó, thì bữa giờ mình đi tìm hiểu thì trên mạng rất ít những cái bài viết mà nói về cái vấn đề này. Nó rất là khó cho mình, để nó không có ít cái trường hợp mà chuyển tỉnh đó các bạn. Cho nên thành ra là hôm nay mình làm cái video này mình chia sẻ lại cho các bạn những cái kinh nghiệm của mình trong lúc mình làm giấy tờ ha. Các bạn đón xem nhé. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ nói về cái chỗ mà đổi giấy tờ để làm giấy tờ này nọ các bạn. Thì ví dụ như ở bên Ontario hoặc là ở NB đó, thì người ta hay gọi là Ontario Service hoặc là NB là NB Service hoặc là New Brunswick Service đó. Thì ở bên Alberta thì người ta lại gọi là Registry ha, nó lạ vậy đó các bạn. Registry thì nó sẽ có nhiều cái tên, Urban Registry rồi East Registry đó, là cái tên một gì đó hiện người ta hay để cái chữ Registry phía sau. Còn ở bên BC này các bạn thì người ta lại gọi là ICBC, thì cái chữ đó nó viết tắt bởi chữ Insurance Corporation of British Columbia ha. Thì cái chỗ đó nó giống như là một cái công ty, người ta làm bảo hiểm, xong rồi nó được chính phủ gọi là ủy quyền cho làm những cái giấy tờ liên quan đến bằng lái xe nè, giấy ID này nọ vân vân các thứ. Thì nó giống như, nó tương đương, nó giống như là bên registry của bên Alberta hoặc là mấy cái service ở bên Ontario hoặc là NB ha. Thì đó là cái chỗ mà các bạn cần đến để đổi giấy tờ. Thì nếu các bạn đi qua BC á, các bạn chỉ cần lên tra Google, các bạn search icbc.ca thì nó sẽ ra cái trang web, tất cả những cái thông tin mà các bạn cần nó sẽ nằm trên cái trang web đó ha, các bạn có thể xem. Rồi hai cái giấy tờ mà quan trọng mà các bạn cần nên đổi khi các bạn chuyển tỉnh đó chính là ID, người ta hay gọi là photo ID với các bạn. Cái thứ hai là bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế thì các bạn phải đổi tuyển tỉnh, thì cái tỉnh đó nó mới cover những cái về y tế cho các bạn. Thì cái photo ID á, thường ví dụ như mọi người hay sử dụng là cái bằng lái xe, tại hầu hết những người Việt Nam ở bên này mọi người đều có bằng lái xe, trừ những bạn nhỏ, các bạn chưa có đủ tuổi để thi bằng lái xe thì các bạn sẽ lấy cái photo ID bình thường. Còn thường đa số mọi người sẽ là cái bằng lái xe, chính là cái photo ID luôn ha. Thì khi mà qua bên này các bạn muốn đổi cái bằng lái xe hoặc là cái photo ID á, thì các bạn cần cầm cái photo ID cũ ha, cái cũ ở bên Alberta, ở bên Ontario gì đó, các bạn cầm cái đó ra rồi các bạn nói với người ta là mình muốn đổi cái đó, cái license đó, cái bằng lái xe hoặc là cái photo ID đó qua của BC. Thì khi đổi á, tại vì mình là người nước ngoài thì người ta phải có một cái giấy tờ người ta yêu cầu một cái giấy tờ để chứng minh rằng là mình ở Canada hợp pháp đó. Thì lúc đó mình phải cung cấp thêm cho người ta cái permit. Thì nếu như các bạn là du học sinh thì các bạn cung cấp cái study permit, còn cái nếu mà giống như mình đi làm thì mình cần có cái work permit ha. Thì bạn đem ra đưa cho người ta làm là người ta chuyển đổi cho bạn. Thì một cái điều quan trọng là khi các bạn đổi cái bằng của AB hoặc của tỉnh nào không biết đó, bạn đổi qua thì người ta sẽ thu lại cái bằng cũ và người ta sẽ cấp cho bạn cái bằng mới ha. Thì trong thời gian người ta in cái bằng mà bằng cứng á, thì người ta sẽ cấp cho bạn một cái bằng tạm, bằng giấy. Thì cái bằng đó bạn vẫn có thể lái xe bình thường, có thể đi mua xe, có thể dùng cái số ID đó để bạn đăng ký các giấy tờ khác hay bất cứ cái chuyện gì ha. Đó, bạn cũng có thể làm được đó. Thì đó là về bằng lái xe thì nó rất là đơn giản. Có một cái kinh nghiệm là mình bị mắc phải á, là khi mà đi ra á, bạn Sam á, là cần phải đeo kiếng khi lái xe, nhưng mà bạn Sam lại không giống mình, là bạn Sam không có đeo suốt như mình ha. Bạn Sam lúc lái xe mới đeo thôi, cho nên thành ra lúc mà đi ra ICBC để đăng ký á, lại quên đem cái mắt kiếng theo, cho nên người ta test test mắt lại các bạn, người ta nói là không đủ điều kiện, bắt buộc mình phải chạy về mình lấy cái mắt kiếng chạy ra lại lần nữa thì nó rất mất thời gian cho mình thôi, chứ không có gì hết. Thì các bạn lưu ý là nên cầm luôn cái mắt kiếng đem đi ra lúc mà đăng ký giấy tờ luôn, thì cái đó coi như là một cái loại nôm na là một cái tùy thân của mình luôn, lúc nào cũng mang theo. Về bằng lái xe các bạn, thì khi mà các bạn đã đậu một cái bằng nào đó ở bên một tỉnh bang khác, thì các bạn đi qua một tỉnh bang khác thì các bạn có thể đổi cái bằng lái tương đương ha, người ta sẽ quy định tương đương, có nghĩa là thí dụ như trong hệ thống bằng lái của Canada thì ngoài những cái bằng lái những cái xe truck, xe gì bự bự không nói, chỉ là tính là xe hơi bình thường rồi đó, thì mình sẽ có bằng đầu tiên là bằng lý thuyết, là bạn đậu bằng lý thuyết. Và bằng lý thuyết thì bạn bắt buộc phải có một cái người full bằng ngồi kế bên, hoặc là instructor là cái người thầy ngồi kế bên thì bạn mới được chạy. Còn nếu mà bạn thi lái xong, bạn thi lái mà đậu rồi đó, bạn sẽ được cái bằng lái cơ bản ha, cái bằng basic. Thì cái bằng basic đó bạn sẽ được lái một mình và bạn phải có bị một số cái hạn chế, thì cái hạn chế nó tùy thuộc vào tỉnh bang. Còn cái bằng mà bằng full á, có nghĩa là khi mà bạn cầm cái bằng basic bạn chạy 2 năm rồi á, thì bạn đi thi cái bằng full, thì khi mà thi bằng full á thì những cái hạn chế của cái bằng basic nó sẽ bị dỡ bỏ đi, hoặc là nó giảm bớt đi cho các bạn. Đó, thì cái hệ thống đó thì mỗi một tỉnh bang nó sẽ có một cái tên của cái bằng, mấy cái loại bằng đó khác nhau. Thì khi mà bạn đạt cái bằng này thì đi qua tỉnh khác bạn sẽ được đổi tương đương ha. Nhưng mà có nhiều bạn hỏi mình là có phải đi qua tỉnh bang khác có phải thi lại này nọ không, thì cái đó là không cần. Nếu mà bạn đã đậu cái bằng của Canada rồi thì bạn đi bất cứ tỉnh bang nào cũng bạn cũng sẽ được đổi cái bằng tương đương hết ha, cái đó là một cái điều lưu ý. Thì cụ thể là ở bên tỉnh bang BC này á, thì cái bằng của mình là cái bằng ở bên Alberta là cái bằng số 5 basic, thì đi qua bên này nó lại tương đương là bằng số 7 ha. Nó chỉ là cái tên thôi các bạn đừng quan tâm quá về cái tên, các bạn chỉ hiểu cái ý nghĩa của bên trong của cái bằng đó. Thì cái bằng số 7, cái bằng mà dưới 1 năm của mình á, coi như bằng basic của mình á, thì ngoài những cái hạn chế giống như bên Alberta là mình không được lái xe ban đêm nè, mình không được có nồng độ cồn nè, rồi một hai ba cái gì nữa đó. Và một cái đặc biệt ở bên BC khác với bên tỉnh bang AB, bên Alberta là bên BC này các bạn, nếu mà cầm bằng basic thì không được chở quá 2 người mà không phải là người thân, người gọi là máu mủ với mình á. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình chở một người 10 bạn đồng nghiệp thì ok, nhưng mà mình chở 2 người bạn đồng nghiệp thì không được đó. Nhưng mà trong nhà mình ví dụ như bạn Sam là vợ là người trong gia đình, hoặc là ba mình là người thân trực tiếp với mình thì được, thì 3 người như vậy á, thì mình được phép chở 2 người thân trong gia đình, thì không được chở quá 2 người mà ở ngoài gia đình vậy đó. Năm nay dễ hiểu là như vậy rồi. Cái thứ hai mình làm nói về cái bảo hiểm y tế, thì mọi người hay gọi nó là cái healthcare các bạn. Thì cái bảo hiểm y tế á, nó rắc rối hơn rất là nhiều so với cái bên của Alberta. Bên Alberta là mình chỉ cần ra cầm giấy tờ này nọ là mình đăng ký thôi. Còn ở bên đây thì nó đòi mà nói chung là có một số cái rắc rối hơn chút. Thì đầu tiên mình nói là cái healthcare ở bên tỉnh bang BC á, người ta gọi là MSP ha, nó viết tắt của chữ Medical Services Plan đó. Thì bạn phải đi lên, bây giờ bạn có thể đi ra ICBC đăng ký luôn, nhưng mà có một số chỗ ICBC người ta không đăng ký cái MSP cho bạn. Nó phức tạp như vậy, cho nên thành ra bây giờ mình có thời đại công nghệ rồi, mình có thể lên online mình làm hết cái đó. Các bạn có thể lên trên online, bên trên Google các bạn search là MSP, xong vô cái phần đăng ký rồi bạn điền theo cái form của nó, bạn đăng ký là ok rồi. Một cái điều đặc biệt lưu ý là cái MSP á, các bạn đăng ký là phải đăng ký lúc mà các bạn landing ở BC rồi, có nghĩa là các bạn đặt chân xuống BC ở rồi á, thì bạn mới được đi ra, bạn mới được đăng ký. Bạn không được đăng ký trước đó, có nghĩa là trong thời gian mà bạn biết là ví dụ ngày 1 tây tháng 2 bạn sẽ qua BC, nhưng mà hiện thời mới có 20 mấy tây tháng 1 bạn đăng ký trước thì cái điều đó là không được ha, người ta biết người ta sẽ không cho. Rồi một cái điều quan trọng của cái MSP á các bạn, là cái thời gian mà người ta process, người ta xử lý cái hồ sơ của bạn á, là 21 ngày ha. Và sau 21 ngày mà người ta sẽ trả hồ sơ, hoặc là nếu trễ thì bạn có thể gọi điện hối thúc kiện cáo gì đó. Còn thời gian mà để cover á, có nghĩa là thời gian mà cái bảo hiểm nó bắt đầu nó kích hoạt để nó trả tiền, trả bảo hiểm cho các bạn về sức khỏe cho các bạn, bảo hiểm y tế cho các bạn á, là phải 3 tháng, có nghĩa là tính từ ngày đặt chân đến BC, và sau đó 3 tháng thì các bạn mới được có thể được cover ha. Các bạn nên lưu ý điều đó. Thì trong trường hợp của mình, thí dụ như mình từ Alberta qua AB qua đó, thì người ta nói rằng là vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái healthcare của AB, nhưng mà mình có cái kiểm tra lại thì cái đó không phải tất cả những tỉnh bang nào người ta cũng áp dụng nha các bạn. Những cái tỉnh bang ví dụ như AB và BC là hai cái tỉnh bang anh em bạn bè cột chèo với nhau rồi thì nó sẽ cover lẫn nhau được. Nhưng ví dụ như mà các bạn ở bên Newfoundland hoặc là ở bên đảo Hoàng Tử các bạn qua đây thì có cover hay không, bên nó có cover cho bạn hay không á, trong cái thời gian mà bạn phải chờ 3 tháng đó đó, bên cái tỉnh cũ của bạn có cover hay không, thì các bạn nên lên cái trang mà healthcare service ở bên tỉnh của đó của bạn, bạn coi cái policy ở bên đó nó như thế nào thì mình mới biết được, chứ mình cũng không dám chắc ha. Nhưng mà một cái điều mà dám chắc đó là các bạn healthcare ở bên Alberta này có cover cho BC trong cái thời gian mà bạn chờ MSP xử lý. Ok, thì sau khi mà các bạn có cái MSP xong ha, cái bảo hiểm xong, cái gọi là cái reference, nói chung là người ta kích hoạt lên là nó có con số, thì mình phải lấy cái mình mới lại cầm cái con số đó đó, có nghĩa là cái MSP người ta sẽ đồng ý cho các bạn làm cái để sử dụng cái healthcare ở bên BC, thì bạn mới lấy cái con số người ta cấp cho đó, bạn đi ra lại ICBC để bạn đăng ký cái BC Service Card. Cái BC Service Card nó khác với lại cái license và cái photo ID, nó là hai cái thẻ khác nhau đó, mà hai cái đó đều có photo ID hết, có đều có cái mặt của bạn ở trên đó và có thông tin của bạn trên đó hết đó. Thì không biết sao trên người ta mới thấy rườm rà quá, người ta mới làm một cái loại thẻ thứ ba, là cái thẻ đó nó merge giữa hai cái đó lại, nó combine hai cái đó lại, là vừa license và cái service card. Cái BC Service Card á, sau khi bạn đăng ký MSP rồi thì các bạn ai cũng sẽ có rồi đó, thì bạn lấy cái BC Service Card đó, bạn sẽ merge với lại cái license là cái bằng lái xe của bạn, nó sẽ trở thành là BC Service Card and License. Còn nếu mà đối với những bạn mà không có license, không có bằng lái xe á, bạn dùng photo ID bình thường thì bạn sẽ merge cái BC Service Card với lại cái photo ID, nó trở thành là photo ID and service BC Service Card. Nó vậy thôi, đừng nó đơn giản vậy thôi. Thì khi mà bạn những cái đó bạn search ở trên ICBC hoặc là trên mấy website của chính phủ á, nó sẽ đưa ra loại này loại kia, nhìn rắc rối khó hiểu lắm, nhưng mà mình tóm lại cho các bạn dễ hiểu như vậy, nó rất là đơn giản. Mà tại vì người ta viết giống như kiểu văn chương quá, cho thành ra mình đọc lên đọc xuống mình không nắm được, mình bị lộn, mình tưởng là ở bên này có 2-3 dạng thẻ khác nhau tùm lum tà la, nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Rồi một cái loại giấy tờ thứ ba mà các bạn cần đổi trong cái thời buổi dịch bệnh này, đó chính là cái passport, vaccine passport gì đó đó. Thì ở bên AB á, các bạn mình được cấp cho cái passport, vaccine passport, đó là nó có cái mã QR code ha, có cái mã QR code. Thì các bạn sau khi các bạn có cái healthcare number xong đó thì bạn phải lên cái trang web khác, nó chuyên về covid, vaccine covid gì đó. Rồi bạn lên cái trang đó, bạn phải điền cái thông tin cái healthcare, cái health ID của bạn, healthcare ID của bạn lên cái form của người ta đó. Xong rồi bạn điền cái, bạn phải upload cái QR code của cái bên tỉnh bang bạn ở lên trên đó, nhập các thông tin giống như là mũi 1, mũi 2 chích như thế nào, thông tin nhà cửa vô của bạn á, nhập vô theo cái form của người ta. Sau đó các bạn submit, thì trong vòng khoảng bao nhiêu ngày đó, 20, 21 ngày gì đó, người ta cũng sẽ xử lý và người ta sẽ cấp, giống như kiểu là người ta kiểm định lại thôi, xong rồi người ta sẽ cấp cho bạn một cái QR code mới, nó mang định danh tên tuổi ngày tháng năm sinh của bạn trên cái QR code đó, mà nó phụ thuộc của BC. Thì lúc đó bạn có thể cầm cái QR code đó, các bạn có thể đi ra ngoài ăn uống tại các nhà hàng này nọ được. Một cái điều mà mình chia sẻ luôn cho các bạn á, là nếu như các bạn có cái QR code của tỉnh AB á, của Alberta đó, thì đi qua đây người ta dùng cái app ở bên BC này, người ta scan vẫn thấy được thông tin luôn. Có thể là hai bên tỉnh bang này kết nối với nhau như thế nào đó thì mình không biết, nhưng mà mình đã thử rồi, mình dùng cái cái vaccine passport của bên cái QR code của AB á, nền đem qua BC này người ta scan vẫn có thông tin, vẫn thấy được thông tin và vẫn hợp pháp, vẫn hợp lệ ha. Thì đó là một cái mình chia sẻ. Còn những cái tỉnh bang khác thì mình chưa chắc, nếu mà các bạn nào có kinh nghiệm về cái đó thì các bạn có thể chia sẻ thêm cho mình ha. Ok, thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn khi mà trong quá trình mình chuyển tỉnh bang á, mình cần đổi những cái loại giấy tờ mà nó hơi rất phức tạp, rườm rà, rắc rối. Nhiều khi các bạn sẽ bị rối trong lúc mà mình làm giấy tờ, thì mình chia sẻ lại đây. Nếu ví dụ như các bạn có thấy hữu ích cho các bạn thì các bạn nhớ bấm cho mình một nút like ở bên dưới. Và nếu như các bạn có những cái chia sẻ nào khác, những kinh nghiệm nào khác, các bạn có thể comment ở bên dưới luôn, mình sẽ pin lên cho các bạn khác có thể thấy được ha. Rồi và đừng quên vào cái kênh của mình để bấm vào nút subscribe á, nút đăng ký và cái chuông kế bên, mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái thông tin kinh nghiệm chia sẻ về cuộc sống ở Canada nữa nhé. Ok, bye bye các bạn.